gọi là pháp nhãn. Pháp nhãn là không phải có mà cũng không phải không, để tùy duyên mà hóa độ tất cả chúng sinh. Trong thập nhãn thì có cho ta một cái khái niệm nữa, đây là giả đế đạo chủng trí. Giả đế đạo chủng trí. Đạo chủng có nghĩa là cái gốc của tất cả các cái phương pháp tu tập để đạt được trí tuệ, gọi là đạo chủng trí. Cái gốc là chủng không? Đạo mình tạm hiểu nó là tất cả các phương pháp, tất cả các con đường để đi đến chỗ trí tuệ. Mà trí tuệ đó nó thù thắng hơn nữa, để chúng ta ra khỏi ba cõi. Đạo Phật là đạo trí tuệ. Hay này quý vị có nhân duyên học bát thức chuyển thành tứ trí, quý vị sẽ thấy nó hay lắm. Tiền ngũ thức nó chuyển thành thành sở tác trí. Lúc mà ta có được cái thức của năm thức trước, ta chuyển thành trí, thành sở tác trí. Cái thức thứ sáu chuyển thành diệu quan sát trí. Thức thứ bảy là cái thức chấp mắt, nó chuyển thành trí thì nó là diệu quan sát trí đó, bình đẳng tánh trí. Thức thứ sáu là diệu quan sát hả? Thức thứ sáu là diệu quan sát trí, mà thức thứ bảy chuyển thành trí nó là bình đẳng tánh trí. Còn cái thức thứ tám là tạng thức, a lợi gia thức, mà chuyển thành trí gọi là gì? Đại viên cảnh trí. Cho nên khi ta biết đạo Phật là đạo trí tuệ là tại sao vậy? Thì không có trí tuệ là chúng ta nhìn thấy sự vật hiện tượng nó bị lệch lạc. Rồi, cái này còn gọi là trí nhãn nữa. Trong thập nhãn còn gọi là trí nhãn. Một chút xíu thầy cũng giới thiệu sơ qua quý vị nghe được cái thập nhãn. Chứ không ta nghe ngũ nhãn không mà ta chưa nghe thập nhãn. Nó còn có cái thập nhãn nữa. Hả? Rồi, như vậy con mắt của pháp nhãn này, thì bây giờ thầy giảng rộng ra quý Phật tử có một cái khái niệm nha. Bây giờ sự vật hiện tượng nè, giả sử như giờ ta nhìn cái tượng Phật đi, quý Phật tử nhìn trong đây nè, có nắng không? Có không? Có nắng không? Trong đây không có nắng là không có làm ra tượng Phật thì được rồi. Phải có một chút nắng hả? Có gió không? Có một chút gió. Tại vì có đất không? Này làm từ đất mà ra nè, phải không? Rồi, có lửa không? Có nước không? Có không gian không? Có ý kiến của cái người đó không? Có người làm không? Và bắt đầu chúng ta phân định ra là nói về phần tâm linh nó cũng có, mà phần vật chất nó có luôn. Như vậy một cái hình thôi, nó có cả hai phạm trù, vật chất và tâm linh. Nếu mà tâm linh không gửi gắm vô đây, không có tượng Phật trong đây, chỉ có miếng vải thôi, chỉ có miếng giấy thôi, không có cái hình Phật. Có cái hình Phật hiện hữu đây là phải có cái đời sống tâm linh, có cái tư duy trừu tượng. Cái người họa sĩ á, cái người nghệ nhân á, phải có cái đầu tư duy bắt đầu vẽ ra cái hình. Như vậy trong đây có một cái đời sống tâm linh rồi, có luôn cái phần vật chất. Nhưng mà giờ ngay cái chỗ này nè, mà chúng ta đem chúng ta ngâm nước đi, bắt đầu rã ra từ từ hả? Nó rã ra từ từ, từ phần từ tế bào trong đó, từ phần nhỏ trong đó nó rã ra hết. Thì bắt đầu ta mới nói nè, cái này do duyên mà thành. Ta đem ta ngâm nước từ từ nó mục ra, ta nói là do duyên mà hoại. Do duyên mà hoại. Thì bắt đầu giờ ta đạt được cái chỗ là các bậc duyên giác đó, tu pháp duyên khởi. Cái thế giới này Đức Thế Tôn nói như thế nào? Nó phải theo quy luật thành, tụ, hoại, không. Con người chúng ta là gì? Là một hợp thể đó nè. Nó theo quy luật sanh, già, bệnh. Nói quý vị nói luôn nha. Chết. Chúng ta thời nào cũng chết. Mà chết rồi cái thân này nó còn nguyên vậy hay là nó rã ra? Ồ, có nhiều người quý vị nhiều năm rồi bỏ trong cái bọc ni lông cột lại, nó y như là lộng kiến nữa. Lộng kiến chứ không phải luyện cống. Lộng kiến cho nên bỏ vô đó đó, cái không khí nó có tan. Mấy chục năm đào lên rồi mà cái cơ thể còn nguyên vậy đó,
bắt đầu mở cái bọc ra, gió nó thổi bắt đầu teo từ từ nó rã ra. Chỗ này mới ghê. Này có phim mà mình quay lại từ phần mình thấy không? Đem lên cái xác còn hư vậy đó, mở cái bọc ra xong rồi bắt đầu gió nó thổi mình rã ra. Xương mà có người nhiều người mà móc từ dưới lên đó, xương đó nha, mà để lên trên đó, gió nó thổi là còn teo giả rã là còn nhỏ chứ. Cho nên mình mới nói là sao, nó trả về với các bụi phải không? Mà thầy mới quán chiếu một cái phần gì nữa, tới cái tệ, cái pháp nhãn này mới nói. Quý vị ở đây chắc ai cũng biết cục 500 phải không nè. Giả sử như cái cục 500 bay lớn rồi đi ha, cái cục 500 bay lớn vậy thì bây giờ sắt xung quanh là nó hút vô cục 500 này phải không, hút xung quanh này. Thầy mới quán chiếu ở đây là một cái chùa ha, giả sử như đây là chùa Từ Thiền mình đi chùa Từ Thiền Bình Thạnh là cái cục 500 này ha. Mà cái cục 500 này sức hút được bao nhiêu, nó hút được bao nhiêu, cái từ trường của nó hút, cái vật mà bay xung quanh nó là nó hút, hay là cái này là trái đất thì nó có lực hút của trái đất, cái vật gì mà vô ngay cái quỹ đạo hút của nó đó là nó hút vô đầy hết. Ta bây giờ ta đang bị trái đất nó hút, cho nên ta ngồi về ta tưởng là ngồi cái này là dưới, cái này là trên, nhưng không phải. Theo cái trục của trái đất, ta đang trái đất dòng hình bầu dục vậy nè, ta ở chính giữa ngang vậy nè, ta đang ngồi nghiêng vậy nè đang ngồi gì dành của trái đất vậy nè, nhưng mà ta thấy là ta đang ngồi thẳng, ta không phải ngồi nghiêng đó. Phật tử thấy vậy không? Thầy mới nói vậy nè, bây giờ cái lực hút của cục 500 này nó còn mạnh á hả, thì tất cả những vật xung quanh nó hút vào nó. Nhưng một khi mà cái này nó hết cái lực hút của nó rồi vậy, tất cả những thứ bị hút đó, mình rớt ra hả. Có nhiều vị nha, cái đạo tràng của mình á đông, mình xây dựng dần dần đông phải không, mình cho rằng Phật tử của mình, lỡ mà Phật tử đi đâu nơi khác á là bắt đầu giận Phật tử đó không? Chùa nhà mình không chịu, bữa nay thọ bát nè, ở nhà thầy Thiện Xuân giảng chịu nhà nghe, bon chen đi đâu mất tiêu hết, chùa không còn ai hết, giận không? Và tất cả các pháp đều họp lại thành cái thân ta, và sau khi thân ta không còn sự sống nữa thì nó rã ra, nó trả về cái chỗ cũ của nó. Cho nên cái tiến trình luân hồi sanh tử ta không có sợ hãi, cái người tu của ta không có sợ hãi. Ta biết cái tiếng luân hồi sanh tử của nó, mà trong kinh Địa Tạng nói thế nào? Ai vô được địa ngục quý vị? Ai vô được địa ngục? Hả? Ngục Kiền Liên. Còn có ai ý kiến khác không? Trời ơi hay quá, cho một tràng pháo tay đi Phật tử. Tất cả nghiệp cảm của chúng sinh, nghiệp cảm của chúng sanh đều vào địa ngục, còn cái gì hay hơn nữa không? Chứ thầy thấy còn một cái hay hơn nữa đó. Quỷ Vương Vô Độc nói với ngài gì? Quan Mục như thế nào? Hỏi Bồ Tát có duyên sự gì mà đến chỗ này? Hả? Rồi sao cái đoạn sau nói sao? Hỏi này ông, nơi nào là địa ngục? Quỷ Vương Vô Độc mới đáp rồi, các cái từng biển lớn, rồi có những cái biển nhỏ là quyến thuộc, đều là địa ngục cả. Hỏi ai vô được địa ngục này? Nó có hai hạng người vô được địa ngục này. Hạng thứ nhất là do nghiệp mà vô. Hạng thứ hai do nguyện lực mà vô đấy. Đó, nghe không hay hết không? Bây giờ ai là người vô tù? Một là người có tội bị vô tù, thứ hai là người đi vô thăm người tù, rồi đi vô cho tiền, cho quà, cho áo quần cho người tù. Nguyện lực các bậc Bồ Tát đi vô đó. Thì từ nhỏ tới lớn thầy không nghĩ là thầy được vô tù, chứ không phải bị. Thầy không nghĩ là thầy được vô đó. Nhưng mà khi đi với thầy Nhật Từ á, thầy mới thấy là do đó dạy cho người tù hát nè, được thăm người tù ta sống ra sao nè,
vô đó giảng dạy cho họ, xong rồi dạy cho họ hát, họ ca, để cho có một cái